Hello students, today we study revisions for the second term exams. Thầy chào các em học sinh lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học ôn tập học kỳ 2 nhé. Chúng ta bắt đầu bài học hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6. Ở phần nội dung, chúng ta sẽ ôn từ unit 6 đến hết unit 9, tức là sách giáo khoa của chúng ta sẽ ôn từ bài số 6 đến hết bài số 9. Các dạng bài tập cần ôn thì chúng ta sẽ có là phần 1 là mã là nghe. Chúng ta sẽ có bài nghe ngoài sách giáo khoa. Chúng ta cần tập trung nghe cho kỹ nha. Phần 2 là mã là trắc nghiệm kiến thức tổng quát. Chúng ta cần phải học thuộc các cái từ vựng và các cái mẫu câu thì chúng ta mới làm được. Phần 3 là mã là biển báo và tranh. Phần 4 là mã là bao gồm hai bài đọc. Bài đọc số 1 là chúng ta đọc và chúng ta ghi câu true false, đúng hay sai sau mỗi câu. Và bài đọc 2 là chúng ta sẽ đọc đoạn văn và chúng ta chọn từ đúng ở trên điền vào chỗ trống. Phần 5 là mã là chúng ta ghi dạng của từ cho đúng hay còn gọi là word forms. Phần 6 là mã làm ta chia thì hoặc dạng của động từ cho đúng. Thì cái này chúng ta phải ôn lại các thì mà chúng ta đã học. Phần 7 là mã làm ta sẽ ghép câu ở cột A với câu trả lời ở cột B cho đúng. Phần 8 là mã là chúng ta sắp xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. Và phần 9 là mã làm chúng ta viết lại câu không đổi nghĩa. Các em có thể viết vào để chúng ta ghi nhớ nhé. Bây giờ thầy sẽ giảng cách làm trong phần bài tập thực hành. Trước tiên là phần 1 là mã. Chúng ta sẽ chọn từ trắc nghiệm A, B, C, D cho đúng. Ta bắt đầu câu 1 nhé các em. There's car over there is nice. Vậy đây chúng ta sẽ chọn là A. Là câu A nha. Câu số 2. Do you have? Đây nguyên âm ta chọn an eraser. Câu số 3. The library of my school is not large, but it is very cool. Giờ ra đây, ta ám chỉ thư viện trường của mình, cho nên ta chọn the. Câu 4. When I take a photo with my parents, I like to stand between them. Between ở giữa ba mẹ của mình. Thì mà giữa hai người nha, ta chọn between. Câu số 5. Please do not sit next to me. I have a flu. Vui lòng đừng ngồi kế bên tôi bị cảm cúm. Giờ chọn A, next to. 6. There's a park opposite my school, so we have a place to relax after school. Có một cái công viên đối diện trường của tôi. Vì vậy chúng tôi có một cái nơi để mà thư giãn sau giờ học. 7. Work hard and you will have good marks. Hãy học hành chăm chỉ và bạn sẽ được điểm cao. Em đã chọn câu A nha. 8. Don't run or the dog will bite you. Đừng có chạy hoặc con chó sẽ cắn bạn. Giờ em chọn câu C nha. 9. What do you often do at Tết? Vào dịp Tết dùng giới từ at nha. I visit my relatives. Tôi thăm bà con của tôi. Câu 10. What do you do first in the morning? I drink a glass of warm water. Vậy là 10, chúng ta chọn B, in. Vào các buổi, chúng ta chọn in. 11. She likes traveling around Vietnam. In the spring, mùa, chúng ta chọn in nha. Chọn B. Câu 12. I often leave home for school at 6:20 a.m. Giờ chúng ta đi với từ at. 13. We don't have English on Friday, thứ mình dùng từ on nha. 14. Mr. Nam has a party with his workers on Christmas Day. Có ngày chúng ta dùng với từ on luôn, vào ngày Giáng sinh đó. 15. Miss Thu always goes to a pagoda on the first of each month. Cô Thu thì luôn luôn tới chùa vào ngày mùng 1 của mỗi tháng. Vậy là vào ngày nào đó cũng dùng với từ on luôn, vậy câu C luôn nha. Rồi các em có thể sửa vào.
16. There is a lot of rain in August. Tháng thì chúng ta chọn cái từ in, B. 17. We come back to school on September 5th. À, có ngày vào, ngày và tháng chúng ta chọn cái từ on, C nha. 18. Chu Văn An School is built in 1995. Trường Chu Văn An thì được xây vào năm 1995. Thì năm ta cũng dùng cái từ là in, be luôn. 19. I am home now, but yesterday I was in Biên Hòa. Bây giờ tôi ở nhà, nhưng mà ngày hôm qua tôi đã ở Biên Hòa. Thì cái này là quá khứ, chúng ta chọn với động từ to be là was, be. 20. The children were at the seaside last weekend. Những đứa trẻ thì đã ở bờ biển hồi cuối tuần trước. Thì cuối tuần trước là quá khứ, ta chọn động từ to be là see, were. 21. Where was your father last night? He went to his office to work. Ba bạn đã ở đâu tối hôm qua? Ông ấy đã đi tới văn phòng để làm việc. Vậy là hai cái sự việc đã quá khứ hết. Thì chúng ta sẽ chọn đi. Was với lại went. 22. How did you feel when you saw the ghost? I was not scared and asked, who are you? Are you a burglar? Then it ran away. À, bạn đã cảm thấy như thế nào khi bạn nhìn thấy cái con ma đó? Tôi không có sợ, tôi hỏi, bạn là ai? Bạn có phải là tên trộm không? Thì chúng ta sẽ chọn đi nha, did và saw. 23. It's very cold outside. You should wear warm clothes. Trời rất lạnh bên ngoài, bạn nên mặc đồ ấm. 24. It is sunny. We should take an umbrella. Trời nắng thì bạn nên mang theo cái dù. Rồi cái suit cộng với vớt nguyên mẫu ha. 25. Next Tuesday is a holiday. Can we have a trip to somewhere? Thứ ba tới là một ngày nghỉ. Chúng ta có thể có một chuyến đi tới đâu đó không? Giờ mình chọn can nha. A. 26. It is raining heavily. I think we can't leave the office for home now. Trời thì đang mưa rất lớn. Tôi nghĩ chúng ta không thể rời khỏi văn phòng để về nhà bây giờ. Giờ là câu B. Can't. 27. We use prepositions of place to say. Chúng ta dùng giới từ chỉ nơi chốn để nói rằng where things are, để nói những cái đồ vật nó ở đâu. Giờ em chọn câu B. Các em có thể sửa vào. 28. What should we do to protect the earth, prevent pollution, or reduce it? Chúng ta làm gì để bảo vệ trái đất, ngăn ngừa ô nhiễm và hoặc là giảm nó? Vậy là do cộng to verb, to protect, câu B. 29. It's not difficult to keep the environment clean. Nó thì không khó để giữ môi trường sạch. Thì chúng ta có difficult tính từ cộng to verb luôn nha, câu B. 30. If you donate $5, you can help buy school books for poor children. Nếu bạn quyên góp $5, bạn có thể giúp mua sách học cho học sinh nghèo. Vậy là chúng ta chọn câu A. Bye. 31. My class is talking about how to help Act Green Vietnam. Lớp tôi thì đang nói về cái việc làm thế nào để giúp tổ chức Act Green Vietnam. Vậy là các từ để hỏi cộng to verb, to help be. 32. Let's plant more trees to make the country greener. Let's thì cộng với nguyên mẫu, chúng ta chọn A, plant là trồng đó. 33. We need to bring a flashlight so we can see at night. Yeah, you need, you want cộng to verb là chọn be, to bring. 34. Can you give me some advice about preparing for an overnight adventure? Yes, I can. Bạn có thể cho tôi vài lời khuyên về cái việc chuẩn bị cho một cái chuyến đi qua đêm không? Vâng, tôi có thể. Ta có giới từ about ở đây thì phải cộng động từ thêm in. Nghĩa là preparing, câu C. 35. I really enjoy having adventures to rainforest. Tôi thật sự thích việc có những chuyến đi thám hiểm băng xuyên qua rừng nhiệt đới. Thì chỉ enjoy là chúng ta cộng
động từ thêm in, là verb in, ta chọn see, having. Rồi các em sửa vào. Thirty-six. What are they doing? À, chúng ta nhìn vào hình xem những người này đang làm gì nhé. See, they are doing a clean-up campaign. À, họ đang làm một cái chiến dịch dọn dẹp. Chọn C nha. 37. What kind of movie is it? À, loại phim gì đây? À, phim hoạt hình nha. Vậy là animated A. 38. The place is for. Cái nơi này thì dùng cho gì đây? B. Camping. Cắm trại. Chúng ta thấy có những cái lều đó. Các em thấy chưa? Rồi các em sửa vào. 39. What does the sign say? Cái biển báo này nói gì? C. Way to escape from a fire. À, là cái lối thoát chữa cháy đó. Chúng ta chọn C nha. Khi có hỏa hoạn thì chúng ta thoát qua cái lối này. 40. What does the sign say? B. There's an overhead bridge ahead. À, có một cái cầu vượt ở phía trước. Chúng ta chọn B. 41. What does the sign say? Biển báo này nói gì? Chọn D. Watch out falling or fallen rocks ahead. À, hãy coi chừng. À, có đá lở ở phía trước. À, các em nhìn hình và chúng ta sửa vào nha. Sang phần 3 La Mã đoạn văn. Thì sau khi các em đọc cái lá thư mà Jennifer gửi cho Susan kể về cái kỳ nghỉ của mình ở Úc, thì thầy sẽ sửa các cái câu ở bên dưới luôn nha. Now 42. Jennifer stay in Melbourne for one day. Jennifer ở Melbourne trong một ngày. Cái này là phones. Ở tới 2 ngày là nhé. Trong bài là 2 ngày. 2 days nha các em. 43. It costs a lot of money to visit Royal Botanic Gardens. Nó tốn rất nhiều tiền để mà thăm vườn thảo mộc hoàng gia. Cái này là phones luôn. Cái này không tốn tiền nhé. Trên nó đề là the best free things to do in Melbourne. Tức là miễn phí nha. 44. People can enjoy live performances in Botanic Gardens in the summer. À, người ta có thể thưởng thức những cái màn biểu diễn sống động trực tiếp ở vườn thảo mộc này vào mùa hè. True, đúng rồi. 45. Jennifer likes Melbourne more than Sydney. Jennifer thích Melbourne hơn là Sydney. Cái này true luôn, đúng luôn. 46. What is the passage mainly about? Đoạn văn này chủ yếu nói về gì? It's about what Jennifer did in Australia. Nó nói về việc mà Jennifer đã làm cái gì ở Úc. Chúng ta chọn câu D nha. 47. Royal Exhibition Building is one of the oldest places in Melbourne. Tức là cái tòa nhà triển lãm của hoàng gia thì là một trong những tòa nhà cổ nhất ở Melbourne. Chúng ta chọn câu B. Oldest. Rồi các em sửa vào nha. Sang phần 4 La Mã là chúng ta có động văn điền từ, thì người ta cho chúng ta các cái từ ở trên và số lượng từ sẽ dư ra so với 6 từ bên dưới. Thì chúng ta phải đọc cho kỹ và chúng ta điền cho đúng nha. Như là cái đáp án thầy đã điền xong hết rồi đó. Thì bây giờ thầy sẽ dịch sơ qua đoạn văn này để chúng ta hiểu cái nghĩa của nó. How will we live in the future? Chúng ta sẽ sống như thế nào trong tương lai? Các nhà khoa học nói rằng trong tương lai thì cái cách chúng ta sống, làm việc và vui chơi thì sẽ rất khác biệt, different, so với cái chúng ta đang sống, làm việc, vui chơi bây giờ. Nhà cửa thì trở nên nhỏ hơn và cao hơn bởi vì càng lúc càng có nhiều người sẽ sống ở trong những cái thành phố đông đúc. Nó sẽ có thể chúng ta để sống ở dưới nước, ta sẽ có thành phố dưới nước luôn ha. Người ta sẽ có thể dùng nhiều công nghệ thông minh hơn ở trong nhà của mình. Chúng ta sẽ làm tất cả những cái việc mua sắm của chúng ta thông qua mạng internet, và những máy bay không người lái sẽ giao những cái đồ mua sắm ở siêu thị về nhà chúng ta, và cũng sẽ có robot giúp việc để mà làm tất cả những việc nhà. Vì vậy chúng ta sẽ không phải làm những cái việc giặt giũ hoặc là nấu nướng. Chúng ta cũng có thể
tải những cái ý tưởng về đồ đạc và sau đó in chúng ra để mà dùng bằng máy in 3D. Chúng ta cũng có thể là đi những kỳ nghỉ ở trong không gian. Đó là tương lai của chúng ta là sẽ thay đổi rất khác so với hiện tại nha. Rồi các em có thể sửa vào. Number 5, use the correct form of the word given in each sentence. Sang phần 5 là mã là phần word form. Thì chúng ta sẽ cho dạng đúng danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ của những từ trong ngoặc ở phía sau mỗi câu nha. 54, câu 54. We need to solve environmental problems like air pollution. Chúng ta cần phải giải quyết các vấn đề về môi trường như là ô nhiễm không khí. Thì cái này là đứng trước problems, danh từ thì phải là tính từ environmental. 55. You should bring along some useful things such as flashlight, sleeping bags on the camping trip. Chúng ta nên mang những cái đồ hữu ích như là đèn pin, túi ngủ vân vân trong một chuyến đi cắm trại. Thì ở đây đứng trước thing là danh từ thì chúng ta dùng tính từ của use luôn, useful nha. 56. The camping trip was very exciting, so we hardly forget it. Cái chuyến đi cắm trại thì rất là hào hứng, vì vậy chúng tôi rất khó quên nó. Vậy là ở đây đi với to be was thì chúng ta dùng tính từ là exciting. 57. Historical stories give us many interesting lessons. Những câu chuyện lịch sử thì cho chúng ta nhiều cái bài học thú vị. Thì đứng trước story là danh từ. Thì story là danh từ thì đứng trước danh từ chúng ta dùng tính từ nha, là historical. Tính từ của history. 58. Do you like going hiking? Yes, it's a good exercise. Bạn có thích đi bộ đường dài không? Vâng, nó là một bài tập rất là tốt. Giờ go thì cộng các hoạt động là chúng ta dùng verb in, hiking. 59. It's very dangerous to swim across a river. Nó rất là nguy hiểm khi mà bơi băng qua một con sông. Thì đi với to be, chúng ta dùng dangerous, tính từ. 60. My countryside is very beautiful, so I like to live there. Miền quê của tôi thì rất là đẹp, vì vậy tôi thích sống ở đó. Đây cũng có is. Thì chúng ta đi với beautiful là tính từ nhé. Động từ to be đi với tính từ. 61. I think there will be many eco-friendly homes in the future. Tôi nghĩ sẽ có nhiều nhà thân thiện với môi trường trong tương lai. Thì friend đây là đứng trước homes, thì chúng ta sẽ chuyển qua thành eco-friendly, thân thiện với môi trường. Là tính từ nhé, để bổ sung cho homes. 62. Life is more comfortable with robot helpers. Cuộc sống sẽ trở nên thoải mái hơn với robot giúp việc. Thì đem sẽ dùng helper xuống nhiều, tại vì nhiều robot nha các em. Danh từ. 63. You need to tie your boat to the pole to prevent it from floating. Bạn cần phải cột cái thuyền của bạn vào cái cột để ngăn nó không có trôi nổi đi. Vậy là from giới từ chúng ta sử dụng dạng verb in là floating. Rồi các em sửa vào. Sang phần tiếp theo, chúng ta sẽ có dạng bài tập là use the correct form of the verbs in brackets. Bây giờ chúng ta sẽ chia thì hoặc là dạng đúng của động từ trong ngoặc nha. Number 64. My father goes jogging every morning. Ba tôi thì đi bộ thể dục mỗi buổi sáng. Ở đây chúng ta chia động từ goes có es, tại vì hiện tại đơn mà số ít là ba tôi, my father. 65. Those students don't like going camping. Những học sinh đó thì không thích đi cắm trại. Not like thì đây cũng là hiện tại đơn. Số nhiều mượn trộm từ do thêm not là don't like. 66. My doesn't have a sleeping bag, so she can't go camping. Not have. My chủ ngữ số ít thì ta mượn does thêm not là doesn't have. 67. Do children love computer games? Yes, very much. Câu này là dạng câu hỏi mà chủ ngữ số nhiều, chúng ta mượn trầm do đảo lên nhé các em. Chúng ta có do children love. 68. Do think more people will live in smart homes in the future? Bạn có nghĩ là có nhiều người hơn sẽ sống trong căn hộ thông minh ở trong tương lai không? Trả lời no, không.
Thì ở đây là tương lai, thì em sẽ dùng thì tương lai là will cộng verb là will live. 69, I think we won't have enough fuel for cars in the future. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không có đủ năng lượng cho xe hơi trong tương lai. Có in the future thì chúng ta tương lai đơn luôn. Phủ định thì nó có won't have, will not thành won đó các em. 70, where were you yesterday? I visited my grandpa in Đồng Tháp. Bạn đã ở đâu ngày hôm qua? À, tôi đã thăm ông của tôi ở Đồng Tháp. Vì là quá khứ, chúng ta sử dụng were you, đã were lên. 71, did Miss Trang teach you history last year? Yes, it was nice. Có last year là năm ngoái, vậy là dấu hiệu của thì quá khứ đơn luôn. Thì chúng ta sẽ đảo, mượn trời là did. Yeah, did Miss Trang teach? 72, she wasn't in class yesterday, so she didn't know that. Cô ấy đã không ở trong lớp ngày hôm qua, vì vậy cô ấy đã không biết về điều đó. Vậy là ngày hôm qua cũng là quá khứ luôn. Chúng ta sẽ chia was thêm not là wasn't. 73, what a pity, I didn't enjoy the camping trip. Thật là tiếc, tôi đã không tham gia vào cái chuyến đi cắm trại đó. Và cái chuyện đã qua rồi, thì bây giờ chúng ta mới tiếc. Thì quá khứ luôn nha. I didn't enjoy. 74, should I bring along my camera? No, I will. Tôi có nên mang theo cái máy chụp hình của tôi không? Không, tôi sẽ mang. Vậy là ở đây là should cộng với nguyên mẫu, should đảo lên thì should I bring, và bring nguyên mẫu nha. 75, we might use flying cars in the future. À, chúng ta có thể sử dụng xe hơi biết bay trong tương lai. Thì might thì should là động từ khiếm khuyết, chúng ta dùng với verb nguyên mẫu use, giữ nguyên. 76, you can have the charity by working for them. By là giới từ, chúng ta phải cộng verb in, thêm in vô là working nha. 77, Quang Trung was famous for fighting bravely against the enemies. Quang Trung, vua Quang Trung thì nổi tiếng cho cái việc là đánh đánh giặc rất là dũng cảm, chống lại quân thù. Vậy là for cũng là giới từ, thì dùng verb in là fighting nha. 78, are you interested in donating money to charities? Yes, I am. À, bạn có thú vị với cái việc là quyên góp từ thiện tiền cho các tổ chức từ thiện không? À, vâng, tôi có. Vậy là in cũng là giới từ, thì mình dùng verb in luôn nha. Donating. Rồi các em sửa vào. Sang phần 8 La Mã, chúng ta sẽ nối câu ở cột A với câu trả lời cột B cho đúng. Bây giờ chúng ta xem từ câu 79 nha các em. 79. We need batteries. C. For our flashlights. À, chúng ta cần những cục pin cho cái đèn pin của chúng ta. 80. You should bring a sleeping bag. Bạn nên mang theo một cái túi ngủ. E. So you don't get cold at night. Vì vậy bạn không bị lạnh vào buổi tối. 81. What might home change in the future? A. They will be smart homes. Những ngôi nhà sẽ thay đổi thế nào trong tương lai? Câu A là chúng sẽ là những ngôi nhà thông minh. 82. What was wrong with Dave? Có chuyện gì với Dave vậy? B. He was sick. Cậu ấy bị bệnh. 83. What do you bring comic books for? À, bạn mang những cuốn truyện tranh để làm gì? F. To have something to read. Để có cái gì đó để đọc. 84. What is the best way to get there? À, cách tốt nhất tới đó là gì? D. You can go by boat or plane. Bạn có thể đi bằng thuyền hoặc là máy bay. Sang phần chính là mã arrange. Rearrange the groups of words in the correct order to make complete sentences. Chúng ta sắp xếp những cụm từ này thành câu hoàn chỉnh nha. Nếu muốn sắp xếp đúng thì trước tiên chúng ta phải theo dõi cái nghĩa tổng quát của nó, rồi chúng ta mới sắp xếp nha các em. Chúng ta xem câu đó là câu khẳng định hoặc là câu hỏi nữa, để chúng ta sắp xếp sự đúng cấu trúc của nó. Bây giờ chúng ta có từ câu 85 trở đi, chúng ta xem. Chúng ta sắp xếp như vậy, câu 85. George Washington was the first president of the United States of America.
Ông George Washington là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. 86. Đây là dạng câu hỏi nha. What is Alexander the Great famous for? Ông vua Alexander the Great, ông vua Alexander Đại Đế thì nổi tiếng cho cái gì? Đó, cấu trúc câu hỏi nha, mà chấm hỏi luôn đó. 87. Đây cũng là một dạng câu hỏi, mà câu hỏi yes no nha các em. Did you watch the cartoon on TV last night? À, bạn có xem cái bộ phim hoạt hình trên TV tối qua không? 88. Đây cũng là dạng câu hỏi luôn. Where should your friends visit for their next vacation? Những người bạn của bạn sẽ nên viếng thăm những chỗ nào, những nơi nào trong kỳ nghỉ tiếp theo của họ? Cũng là dạng câu hỏi phải chấm hỏi luôn. Đó, các em xem những cái câu này và sửa lại nha. Nếu có sai thì phải rút kinh nghiệm. Rồi, các em sửa vào. Và chúng ta sang phần cuối cùng là phần rewrite each of the following sentences in another way so that it means the same as the sentence printed before it. Tức là phần này là viết câu không đổi nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ sửa những cái mẫu câu chúng ta đã học nha. 89. You are so young, so you can't join the adventure. Bạn thì còn quá trẻ, vì vậy bạn không thể tham gia cái chuyến thám hiểm đó. Thì ở đây chúng ta có một câu so, thì chúng ta viết câu tương đương với because nha các em. You can't join the adventure because you are so young. 90. The car was too expensive, so Mr. decided not to buy it. Chiếc xe hơi thì quá mắc, vì vậy cô Tân quyết định không mua nó. Thì cũng viết lại với because luôn nha. Mr. decided not to buy it because the car was too expensive. 91. We can't swim in this part of the river because it is very deep. Chúng ta cũng viết viết ngược lại là because thành so nha. It is very deep, so we can't swim in this part of the river. 92. I like to live in the countryside because I love nature. Cũng because thành so luôn. I love nature, so I like to live in the countryside. Các em nhớ là cấu trúc so và because thì khi mà đảo qua đảo lại hai cấu trúc thì ta phải đứng ngược với nhau nha. Ta có thể quan sát đó. 93. It's a good idea to visit Hòn Chồng this afternoon. Thì cấu trúc is a good idea tương đương với lại should, là we should. Chúng ta sẽ viết lại như sau. We should visit Hòn Chồng this afternoon. 94. It's a good idea to go trekking inside Sơn Đồng Cave. À, nó là một ý hay để đi bộ đường rừng ở trong hang Sơn Đồng. You should go trekking inside Sơn Đồng Cave. 95. It's not a good idea to burn trash to reduce garbage. It's not a good idea thì tương đương với should not, tức là tắt shouldn't. Nó không phải là ý hay để mà đốt rác, để mà giảm cái lượng rác của nó. Nó sẽ viết lại là we shouldn't burn trash to reduce garbage. 96. It's not a good idea to take a shower in the rain nowadays. You shouldn't take a shower in the rain nowadays. Bạn không nên tắm mưa ngày nay, tại rất dễ bị bệnh nha. Rồi, các em sửa vào. 97. I want you to keep your room clean and tidy. Write an imperative. Tôi muốn bạn giữ cái phòng của bạn sạch và gọn gàng. Người ta yêu cầu chúng ta là viết một câu mệnh lệnh. Thì tương đương với cấu trúc là keep your room clean and tidy. 98. I want you not to go in the sun with your bare head. Write an imperative. Tôi muốn bạn không có đi giang nắng mà với cái đầu trần. Thì các em đầu trần là không có đội nón đó. Thì các em sẽ viết lại với cấu trúc một câu mệnh lệnh luôn, nhưng mà cái này dạng phủ định nha. Thì chúng ta sẽ viết như sau. Don't go in the sun with your bare head. Đừng đi giang nắng với cái đầu trần. 99. I want you not to drink too much milk tea.
Write an imperative. Tôi muốn bạn không có uống quá nhiều trà sữa. Viết lại là don't drink too much milk tea. 100. It is possible for you to go camping with your classmates. Nó thì có thể cho bạn để đi cắm trại với bạn cùng lớp của bạn. Thì cấu trúc it is possible là có nghĩa là có thể đó, thì tương đương với you can đó các em. Viết lại nha. You can go camping with your classmates. 101. It's possible for him to borrow more books from the library. Nó thì có thể cho anh ấy để mượn nhiều sách hơn từ thư viện. Viết lại. He can borrow more books from the library. 102. It is impossible for her to leave her coat on the sofa. Impossible tức là không thể đó các em. Viết lại là cannot ha. Tức là nó thì không thể cho cô ấy để cái áo khoác ở trên cái ghế salon. Tức là viết tương đương là she can't leave her coat on the sofa. 103. It is impossible for them to go camping overnight. Nó thì không thể cho họ đi cắm trại qua đêm. Ta viết lại là they can't go camping overnight. Đó là tất cả 103 câu của đề ôn tập thầy đã sửa cho các em và hướng dẫn các em cách làm để mà nhận diện các cái cấu trúc mà chúng ta đã học. Các em nhớ ôn bài cho kỹ theo lời dặn của thầy nhé. Thầy chúc các em làm bài thật tốt. Goodbye and see you again.